Nghe sư phụ nói. Tập 86. Yêu thương quan trọng nhất là phải làm được. Buổi trò chuyện cùng quan khách ngày 20 tháng 5 năm 2018. Việc cấp bách của thế giới hiện nay là cần tôn giáo. Xã hội mới được an định. Phương Đông cần nho thích đạo. Phương Tây cần tôn giáo. Cho nên các tôn giáo và nho thích đạo phải đại đoàn kết. Vậy thì thế giới hòa bình rồi. Có người hỏi tôi, tôn giáo là gì? Giáo dục tôn giáo là gì? Giáo dục tôn giáo dạy điều gì? Câu trả lời của tôi là yêu thương. Chúa yêu thương nhân loại. Yêu thương chính là tôn giáo, chính là giáo dục tôn giáo. Con người học theo Thượng Đế yêu thương nhân loại thì thế giới hòa bình. Những động loạn trên thế giới không còn nữa. Cho nên việc cấp bách thật sự là cần có tôn giáo. Không có tôn giáo nào không nói đến thần linh yêu thương nhân loại. Học tôn giáo như thế nào? Đón nhận tình yêu của thần linh. Sau đó chúng ta đại diện cho thần linh để yêu thương nhân loại. Vậy thì đúng rồi. Ngày nay chúng ta phải nói cho nhân loại biết điều gì? Yêu thương là quan trọng nhất. Nếu tôn giáo phương Tây hưng thịnh trở lại thì phương Đông sẽ xem trọng Hán học. Giáo dục tôn giáo của phương Tây vực dậy sẽ ảnh hưởng đến phương Đông, ảnh hưởng đến toàn cầu. Quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện. Bản thân chúng ta phải tuân theo lời dạy của các vị thần linh trong kinh điển, phải thực hiện được, sau đó mới ảnh hưởng đến người khác. Một sự ảnh hưởng lớn nhất là giảng kinh điển trên phương tiện truyền thông. Chúng ta giảng trên TV, giảng trên Internet, lợi dụng những phương tiện này để truyền bá giáo dục tôn giáo, giáo dục tình yêu thương. Các vị thần trong tất cả tôn giáo, chúng ta gọi là Thượng Đế, gọi là Chúa, trên thực tế là một vị. Vì sao có nhiều vị thần như vậy? Phân thân. Thần linh yêu thương nhân loại. Nhà Phật nói là nên dùng thân nào được độ thì hiện thân đó. Không có hình tướng nhất định, không có ngôn ngữ nhất định, không có cách thức nhất định. Quý vị thích thế nào thì Ngài hiện thế ấy. Thần linh của tất cả tôn giáo chỉ là một. Đó đều là hóa thân của thần linh. Cho nên các vị thần là một thể, tôn giáo là một nhà. Chúng ta chỉ được tán thán, không được quỷ bán, không được phê bình. Như vậy thì sẽ thật sự tìm trở về tôn giáo. Tín đồ tôn giáo đều là người tốt. Thấy được từ đâu? Họ khen ngợi người khác, không quỷ bán người khác. Vì sao vậy? Họ biết được tất cả chúng sanh cùng với thần linh là một thể. Như trong Phật giáo nói, tất cả chúng sanh vốn là Phật. Nếu quý vị thật sự biết được tất cả chúng sanh vốn là Phật thì quý vị sẽ không phê bình Phật, sẽ không dám phê bình, chỉ biết tán thán. Mọi người đều khen ngợi nhau thì thế giới này tốt đẹp biết mấy. Vậy thì giáo dục được phổ cập thành công rồi. Chúng ta đi con đường này. Oh,
bao sao.